lắng nghe chấm nét, lắng nghe tiếng hát từ con tim. Giờ mới còn thì chết lạc. Yo, mới sáng sớm hôm nay bây giờ mới còn chạy nhảy. Bác kia ra tiệm 37 mua quăng được một hộp sữa chua. Giờ mới lại chưa còn có hết tiền rồi. Yeah. Sẽ chạy đi mua chỉ đủ tiền một hộp sữa chua mà đem về bé hút cái đồ con còn chưa tới một chút. Người thì mỏng như cái lu, đỡ không vừa cái mũ mà cái mỏ lại cứ chua. Đồ uống thèm giờ mới thì mà giờ mới tuổi thân nên sẽ đòi là mặt giận giận rồi. Chịu đâu, nghĩ chơi với kiến xa luôn nè. Ui da, sao cứ ngắm nhéo hoài. Đã quá sáng luôn chị hai. Còn như nữa là bye bye. Không cần biết là ai sai. Chưa hả? Hãy để cho Kiến thích một phút. Để Kiến thích có thể nói là. Nói gì? Nói là Kiến thích thích gì? Thích thích gì thì nói đi. Chưa không có giận đâu. Thôi nó ra kỳ lắm. Cũng không muốn bị ăn đấm. Rồi bị đá ra đường nằm. Sao mọi người hiểu lầm. Xí. Thật ra Kiến thích rất thích uống do mót cam dâu này nọ. Mà lại không có tiền bò cho mấy em bán hàng. Có gì đâu mà la làng gì hả? Kiến có đi à, làm ngày mai có tủ nè. Rồi vô dần bỏ đi, không nói một lời chi. Để Kiến một mình, như một kẻ thất tình vậy đó. Buồn ghê vậy đó. Nhưng mà vô có biết là vô rất là dễ thương. Vô rất là xinh xắn, ngọt hơn cả sữa chua. Nhưng mà chua quá xá, không ai bằng cả. Vui già, vui già. Cái bài này tặng vô đó. Mong là vô sẽ luôn luôn nhí nhảnh và dễ thương. Tuy Kiến biết là thương sẽ không dễ. Ui chà. Do Moss còn quá sáng là ngon. Một cảm giác rất là do Moss. Yeah.